Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bỏ danh sách khác đã tạo trên kênh YouTube. Có thể các bạn tạo nhiều danh sách khác và có những danh sách khác sau này bạn không dùng đến nữa, bạn mình xóa bỏ. Thì sau đây là cách thực hiện. Đầu tiên, các bạn hãy vào kênh YouTube của mình. Sau đó vào YouTube Studio. Chọn danh sách phát. Và tìm đến cái danh sách phát mà bạn muốn xóa. Ví dụ, mình muốn xóa danh sách phát Múa hát ước mơ người khai trường. Bấm vào danh sách phát này. Các bạn nhìn thấy dấu 3 chấm ở đây không ạ? Ở trên phần mô tả, nháy vào dấu 3 chấm. Có thể thêm video này, có thể cài đặt danh sách phát. Và dòng cuối cùng có chữ xóa danh sách phát, chúng ta hãy nháy vào đây. Sẽ có một thông báo hiện lên hỏi các bạn có muốn chắc chắn xóa hay không. Nếu chắc chắn xóa, chúng ta chọn xóa. Như vậy là danh sách phát đó đã được xóa khỏi kênh YouTube của bạn. Rất là đơn giản phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.